cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Bộ Y tế ra công văn khẩn. Bộ Y tế vừa gửi công văn khẩn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm. Công văn Bộ Y tế nêu rõ là theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế ngày 17 tháng 10, ghi nhận bệnh nhi nữ 5 tuổi trú tại xã Đông Thanh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ dương tính với cúm AH5. Đây là ca bệnh cúm A trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Theo thông tin từ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương. Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Vì vậy, tổng đàn gia cầm và hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Cơ quan y tế, cơ quan thú y và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát dịch cúm trên gia cầm, trên người đã kịp thời xử lý triệt để ổ dịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe